cái mắt trước mắt sau nó đã vào đây nó bới. Dạy. Mà quay lưới cao thế mà vẫn nhảy được ra. Gọi mic crap nó thấy thiểu thấy con nó nhảy vào. Gọi mic crap nó đã nhảy ra ngay. Đấy thay mà chó luôn. Bùm bắp. Anh thay toàn treo và hết chỗ trồng rau rồi mà phải rút vào đấy. Không phải chuyện chuyện người ta quay rồi người ta giàu thì bảo người ta hết chỗ trồng rau. Được mấy cây ở vòng ngoài này thôi tím ạ. Ở trong kia tốt hoa sai thế chứ có đậu được quả nào đâu. Mới có đậu nó cũng bột. Dày vừa rồi mẹ tao bảo nhổ đi, à chặt đi để trồng cây ăn quả khác ấy.